Sáng nay, giáo sư Greenfield Park, hiệu trưởng Đại học Harvard, có buổi nói chuyện với sinh viên và giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Việc có mặt tại đây, ở đất nước các bạn, đối với tôi mang rất nhiều ý nghĩa, bởi vì nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của hai quốc gia đã quyện chặt vào nhau và ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Giáo sư Drew Goffin-Sparks, hiệu trưởng trường đại học danh tiếng Harvard, Mỹ, đã mở lời mời như thế trong buổi nói chuyện trước hàng trăm sinh viên và giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với chủ đề Nội chiến Mỹ, đã được bà truyền tải khéo léo trong thông điệp mong muốn hòa bình, gắn kết giữa hai dân tộc. Đối với người phụ nữ trẻ như tôi, thời bấy giờ, tình thế tiến thoái lưỡng nan, đỡ mang tính trực diện cá nhân hơn, nhưng nó thôi thúc chúng tôi đặt câu hỏi nghi ngờ về quốc gia của mình, về nền dân chủ và về tính nhân văn của chúng tôi. Michelle Hurd, một nhà báo Mỹ chuyên viết về cuộc chiến tranh này đã từng viết rằng Việt Nam là những gì tất cả chúng tôi đã có thay vì một tuổi thơ hạnh phúc. Giáo sư Pauls nhắc về một câu chuyện cá nhân của thế hệ của bà. Trong khuôn khổ chuyến thăm trường, hiệu trưởng trường Harvard cũng đã có buổi làm việc với giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hiệu trưởng Đại học Quốc gia của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn để bàn về tiềm năng và hợp tác giữa các trường. Trong phần gặp gỡ báo chí sáng nay, bà Pauls cho biết hiện có 16 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Harvard và các thành viên của trường.